Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại webinar của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là Đức Anh, hiện tại đang phụ trách marketing tại Spectus Asia thuộc Spectus Group. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian của mình để tham gia vào webinar của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề giải pháp đo lường trải nghiệm nhân viên hiệu quả. Trước khi bắt đầu, tôi xin phép giải thích ngắn gọn các tính năng của nền tảng webinar này. Hiện tại webinar đang ở chế độ tự động tắt mic, nên nếu bạn nào muốn gửi câu hỏi đến tôi thì có thể click vào menu ở ngay màn hình phía bên tay phải và đặt câu hỏi thông qua chat, hoặc nếu bạn không nghe thấy chúng tôi hay có bất kỳ sự cố về âm thanh thì cũng có thể trao đổi trong khung chat để chúng tôi có thể kịp thời điều chỉnh. Không để mọi người đợi lâu thêm nữa, webinar sẽ được bắt đầu ngay bây giờ và hy vọng chúng ta thể có một cuộc trò chuyện chia sẻ với nhau thêm nhiều thông tin bổ ích. Đồng hành với chúng ta trong suốt buổi webinar ngày hôm nay là chị Phan Ngọc Minh, phụ trách phát triển kinh doanh của Spectus Asia. Xin mời chị Ngọc Minh ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngọc Minh, mình hiện tại đang phụ trách phát triển kinh doanh và customer success của Spectus tại Việt Nam. Và hôm nay thì là mình cũng rất là vui khi được quay trở lại với webinar với một chủ đề rất là mới. Đấy là chủ đề về giải pháp đo lường trải nghiệm nhân viên hiệu quả. Thời lượng webinar của chúng ta hôm nay dự kiến là khoảng 30 phút. Thế nên là mình cũng sẽ cố gắng đấy là đưa đến cho các bạn những cái thông tin một cách rất là ngắn gọn, nhưng mà cũng hy vọng là cũng sẽ mang lại rất nhiều những cái giá trị với những góc nhìn từ kinh nghiệm của mình trong khi tư vấn những cái giải pháp liên quan đến đo lường về trải nghiệm nhân viên cho những khách hàng tại Việt Nam. Chúng ta sẽ đi luôn vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay nhé. Rồi, xin lỗi các bạn một chút. Agenda của ngày hôm nay thì là mình muốn chia sẻ với cả các bạn và gồm có 4 phần chính. Thứ nhất là mình cũng sẽ giới thiệu rất là nhanh về Spectus. Tiếp theo là những thông tin cơ bản nhập môn về UX, ở đây nghĩa là trải nghiệm nhân viên. Và tiếp theo sẽ là đề xuất một cái mô hình tiếp cận đo lường UX mà bên mình cũng đã triển khai thực tế tại Spectus, cũng như có tư vấn cho các công ty khác về việc đo lường UX như thế nào. Thì đây sẽ là những kiến thức mà rất là cơ bản thôi, nhưng cũng hy vọng là cũng sẽ đưa cho các bạn một cái góc nhìn về về cách đo lường UX tại doanh nghiệp. Trước hết sẽ là cái phần giới thiệu Spectus là ai. Mình xin giới thiệu qua một chút thì Spectus là một công ty về công nghệ có trụ sở chính tại Đức, và hiện tại là bên mình cũng đang có văn phòng tại hơn 10 quốc gia trên thế giới. Trong đó thì có tại Việt Nam thì là có văn phòng của Spectus Asia tại ở Duy Tân, Hà Nội, và chuyên phụ trách những dự án mà tại thị trường châu Á. Hiện tại Spectus đã có hơn 20 năm trên thị trường quốc tế và tập trung vào những cái giải pháp liên quan đến smart solution. Liên quan đến đến phân tích dữ liệu này và có hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đo lường và quản trị chất lượng dịch vụ. Hiện tại thì Spectus có cung cấp rất nhiều những giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ, nhưng trong đó thì trong đó sẽ có mảng là liên quan đến trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm nhân viên và một giải pháp nữa liên quan đến khách hàng bí mật. Các ngành nghề mà Spectus hiện nay đang cung cấp các industry thì có rất nhiều những cái ngành khác nhau, nhưng sẽ thiên về các ngành như là chăm sóc sức khỏe này, hoặc là tài chính ngân hàng, các ngành như các dịch ngành dịch vụ bán lẻ, hoặc là thời trang, hoặc là F&B, thì chúng mình đã có những khách hàng tại các ngành này rất là nhiều rồi. Ok. Đấy là những cái thông tin rất là cơ bản về Spectus, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đấy là trước hết là những cái thông tin về nhập môn về EX, trải nghiệm nhân viên. Trước hết chúng ta sẽ đi vào khái niệm trải nghiệm nhân viên là gì. Thì thật ra là trải nghiệm nhân viên thì đây cũng là một cái topic cũng tương đối là mới. Bên cạnh trải nghiệm khách hàng thì là trải nghiệm nhân viên cũng đang là một xu hướng của các doanh nghiệp hiện tại. Thì trải nghiệm nhân viên là gì? Trải nghiệm nhân viên chính là những trải nghiệm tương tác của một cá nhân đối với một doanh nghiệp
trong suốt vòng đời của nhân viên là cái employee circle life. Ở từ lúc mà nhân viên bắt đầu tìm hiểu về thông tin doanh nghiệp như thế nào này, cho đến khi vào làm chính thức này và trải nghiệm toàn bộ cái quá trình tại doanh nghiệp và sau đó rời đi, thì toàn bộ những cái quá trình mà cái nhân viên họ quan sát và học hỏi đó thì nó sẽ tạo nên cái trải nghiệm của chính bản thân nhân viên tại doanh nghiệp, và chúng ta gọi nó là employee experience. Trong khái niệm này thì là các bạn có thể thấy là trải nghiệm nhân viên thì nó không phải là cách mà một nhân viên gắn bó với tổ chức để trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, mà nó sẽ là tổng hợp toàn bộ tất cả những cái tương tác của nhân viên trong toàn bộ cái vòng đời của nhân viên. Chính vì vậy nên là cái việc mà chúng ta tập trung vào việc đo lường và xây dựng cái trải nghiệm về nhân viên, nó sẽ không phải là một việc làm trong thời gian ngắn hạn, mà đây sẽ là một cái chiến lược rất là dài hạn, và nó sẽ gắn bó với cả văn hóa cũng như là những cái hành vi và những cái quy trình của một doanh nghiệp. Vậy tầm quan trọng của trải nghiệm nhân viên như thế nào? Thì tầm quan trọng của trải nghiệm nhân viên thì là có thể được tổng hợp trong 4 ý. Thứ nhất, đấy là trải nghiệm nhân viên có thể giúp để giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc và tăng cường năng suất lao động. Thì theo nghiên cứu của Gallup là một tổ chức về phân tích dữ liệu và tư vấn nhân sự tại Mỹ, thì có đến 89% cấp quản lý cho rằng là nhân viên nghỉ việc thì chế độ lương thưởng. Nhưng tuy nhiên là sự thật là chỉ có 12% tỷ lệ người lao động nghỉ việc vì lương thưởng thôi. Ngoài ra thì cái trải nghiệm nhân viên còn giúp cho doanh nghiệp tăng doanh thu. Theo tạp chí của Forbes thì những công ty hàng đầu mà đầu tư vào, những công ty mà đầu tư vào tăng cường cái trải nghiệm nhân viên thì thực sự đã mang lại những doanh thu cao gấp 4 lần so với trước đây. Cái tầm quan trọng tiếp theo đấy là trải nghiệm nhân viên tích cực thì sẽ tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Thì các bạn cũng biết rằng là hiện nay cái xu hướng về các doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến tập trung vào khách hàng, trải nghiệm khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là trải nghiệm nhân viên và trải nghiệm khách hàng nó sẽ là hai phần, gọi là nó có sự liên kết đến nhau. Bởi vì nếu các bạn tạo ra được những trải nghiệm nhân viên tốt thì đồng nghĩa với việc là nhân viên sẽ mang được chính những cái cảm xúc tích cực đấy tới những khách hàng của mình và sẽ giúp được nâng cao trải nghiệm khách hàng của mình tốt hơn. Cũng hiếm có công ty nào mà nếu trải nghiệm mà nhân viên mà không tốt mà lại có thể mang lại được trải nghiệm khách hàng tốt cả. Thì ngoài ra thì là trải nghiệm nhân viên tốt thì còn giúp cho công ty thu hút được rất nhiều những nhân tài, nhân sự có kinh nghiệm cũng như là có cái năng lực rất là tốt với công ty. Thì thực ra là để có được những cái lợi ích trên thì doanh nghiệp thì cũng thường tốn rất nhiều công sức tiền của để đầu tư và phát triển. Tuy nhiên là khi mà đạt được những cái kết quả trong cái việc là xây dựng những cái trải nghiệm nhân viên tích cực thì đây chắc chắn sẽ trở thành một cái vũ khí để giúp được doanh nghiệp giải quyết được nhiều những cái bài toán mà phải đau đầu, cũng như tạo ra được những cái sự cạnh tranh rất là lớn ở trên thị trường trong thời hiện nay. Tôi muốn đi vào thêm một chút về liên quan đến thực trạng về trải nghiệm nhân viên hiện nay. Thì thực trạng trải nghiệm nhân viên tại hiện nay như thế nào? Thì đây là một sơ đồ theo báo cáo của Check-in về đánh giá về trải nghiệm nhân viên tại Việt Nam được đưa ra năm 2020 về mức độ hoàn thiện các yếu tố thuộc trải nghiệm nhân viên. Thì trong đó thì tại các doanh nghiệp thì yếu tố được đánh giá thấp nhất là yếu tố mà liên quan đến việc là các doanh nghiệp tạo cơ hội phát triển cho nhân sự, với cái tỷ lệ đánh giá chỉ là 57%, nghĩa là chỉ đạt ở cái mức cơ bản thôi. Bên cạnh đó thì là một số những yếu tố liên quan đến là ví dụ như là yếu tố liên quan đến là direct managers hoặc là board of directors là những yếu tố mà cũng đạt điểm không cao với 68 hoặc là 66%. Thì do là nhân viên cũng cho rằng là người quản lý trực tiếp hoặc là ban lãnh đạo thì là cũng chưa thể đáp ứng được những cái kỳ vọng của nhân viên. Thì hiện tại việc các doanh nghiệp chưa chú trọng vào việc nâng cao trải nghiệm nhân viên thì do cũng có rất nhiều những thách thức. Trong đó thì có một số doanh nghiệp thì hay gặp phải những cái thách thức đấy, ví dụ như là
Trước hết là cái khái niệm về trải nghiệm nhân viên là cái khái niệm rất là mới và cũng chưa được ưu tiên chú trọng. Các bạn cũng có thể biết được là nhiều khi đưa ra cái khái niệm về trải nghiệm nhân viên đối với các cấp quản lý và các doanh nghiệp thì nhiều khi chúng ta lại hay bị đánh nhầm rằng là trải nghiệm nhân viên đâu đó chỉ là ví dụ chỉ mang tính chất là cái sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp thôi, hoặc là nó chỉ là ví dụ như là xây dựng những cái chế độ lương thưởng, nhưng mà thực ra không phải. Trải nghiệm trên nhân viên là một quá trình, nhưng trong khi là có nhiều khi trong các yếu tố về quản lý thì chúng ta cho rằng là trải nghiệm nhân viên nó là một cái phần rất là nhỏ, chứ nó không phải là một quá trình như thế. Thứ hai đấy là có thể hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều những doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến trải nghiệm nhân viên. Tuy nhiên đấy là trong cái việc triển khai để nâng cao cái trải nghiệm nhân viên thì lại gặp rất nhiều những vướng mắc. Do thứ nhất đấy là không có bộ phận chuyên trách. Thứ hai là các bộ phận rời rạc nhau, không có cái sự là đồng bộ, hoặc là không có cái sự kết hợp nó nhuần nhuyễn để tạo ra những cái trải nghiệm nhân viên tốt. Hoặc là đặc biệt đấy là cái việc mà có rất nhiều doanh nghiệp thì là cũng rất muốn triển khai nhưng lại thiếu những cái công cụ để khảo sát nhân viên một cách liên tục, hoặc là quá tập trung vào những cái trải nghiệm ngay tức thì thay vì việc là đưa ra những cái chiến lược toàn diện để nâng cao cái trải nghiệm nhân viên trong thời gian dài hơn. Vậy cái mô hình mà để tiếp cận đo lường trải nghiệm nhân viên thì cần phải đảm bảo những yếu tố như thế nào? Thì sau đây sẽ là một vài những gợi ý của Factor. Tiếp hết là chúng ta sẽ đi về mặt tiếp cận, là tiếp cận đo lường trải nghiệm nhân viên như thế nào. Thì như các bạn cũng biết là hiện tại đối với Factor thì trong tất cả những dự án hoặc là những giải pháp khi mà Factor đưa tới khách hàng hoặc là ứng dụng trong việc xây dựng các giải pháp dành cho nội bộ hoặc là quản lý nội bộ thì cũng đều tiếp cận dựa trên một nguyên lý, đấy là nguyên lý Six Sigma. Thì giúp giải quyết được những vấn đề một cách toàn diện hơn. Thì ở đây thì chắc là nếu mà có anh chị và các bạn nào mà có làm ở trong ngành sản xuất là cũng đã nghe về cái lý thuyết về Lean Six Sigma này rồi, đúng không ạ? Thì thật ra Lean Six Sigma thì nó là một cái hệ phương pháp coi khách hàng hoặc là coi nhân viên là trọng tâm của các doanh nghiệp. Đấy. Và nó sẽ giúp để mình phát hiện và những cái lỗi ở trên toàn bộ các quy trình và giúp cải tiến quy trình để giảm cái chi phí này cũng như là gia tăng cái sự hài lòng của khách hàng hoặc là của nhân viên trên toàn bộ cái quy trình của mình. Đầu tiên là đối với Six Sigma, tiếp cận Six Sigma thì là sẽ có các phần, thứ nhất là liên quan đến phần define. Design ở đây là khi mà Spectre thiết kế một cái mô hình để đo lường trải nghiệm nhân viên thì là sẽ cần phải xác định các chỉ số để đánh giá. Thì các chỉ số liên quan ở đây thì bao gồm thứ nhất đấy là sẽ là mục tiêu của dự án là gì, mục tiêu của việc xây dựng trải nghiệm nhân viên là gì. Thì đấy là yếu tố đầu tiên mà các doanh nghiệp và cũng như là các cấp lãnh đạo của các doanh nghiệp sẽ cần phải ngồi lại với nhau để đưa ra được cái mục tiêu của dự án. Tiếp theo sẽ là xác định được cái sơ đồ quản lý trong doanh nghiệp, sơ đồ quản lý về mặt nhân sự của mình như thế nào. Và sau đó thì sẽ phải xác định cái employee journey and touch point. Ở đây có nghĩa đấy là một cái hành trình trải nghiệm của nhân viên bắt đầu khi bước vào doanh nghiệp cho đến khi nhân viên rời khỏi doanh nghiệp như thế nào. Và tại đó, tại những cái touch point thì là tại những cái trên toàn bộ journey đấy thì là sẽ có những cái điểm chạm nào mà nhân viên sẽ phải trải qua. Và cuối cùng sẽ là phải xác định những cái tiêu chí đánh giá, cái chỉ tiêu đánh giá theo trên từng cái điểm chạm, những cái tiêu chuẩn và quy trình và những cái chỉ số quan trọng. Sau khi mà chúng ta đã xác định được những cái chỉ số mà có liên quan đến phần xây dựng cái mô hình đo lường trải nghiệm khách hàng thì sẽ đến phần liên quan đến là áp dụng cái phương pháp đo lường tối ưu như thế nào. Bao gồm cái việc đấy là chúng ta sẽ lên cái kế hoạch triển khai này, đo lường về một thời gian này, rồi thì sẽ define ra xem là các bộ phận phụ trách đo lường khảo sát là ai này, và sẽ tiến hành triển khai cho kế hoạch thu thập và kiểm tra dữ liệu đánh giá cũng như là đưa ra những phân tích báo cáo theo thời gian thực
và đưa ra những hành động cải tiến và kiểm soát quản lý tất cả những hoạt động. Thì đấy là cái mô hình tiếp cận của Spectre theo mô hình Six Sigma. Thì đối với Six Sigma thì là các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin ở trên Google nhé, để xem là cái mô hình tiếp cận Six Sigma này thì là nó sẽ mang lại được những cái điểm mạnh như thế nào và giúp để giải quyết các vấn đề như thế nào. Thì để cho áp dụng đến mô hình Six Sigma thì bước đầu tiên là bước liên quan đến là chúng ta sẽ phải xác định xem mô hình quản lý của doanh nghiệp như thế nào. Thì ở trên màn hình của tôi đây thì tôi có lấy một cái ví dụ về một cái mô hình quản lý của doanh nghiệp, bao gồm là trên cùng sẽ là các cấp quản lý General Management, bên dưới sẽ là các cấp quản lý khác liên quan đến là ví dụ như là cấp quản lý liên quan đến quản lý kinh doanh này, phát triển kinh doanh, quản lý dự án hoặc là quản lý nhân sự. Và trong mỗi bộ phận các khối này thì sẽ còn có thêm rất nhiều những bộ phận nhỏ bên trong, ví dụ như là khối kế toán này, quản trị nguồn nhân lực này, hoặc là sales marketing, hoặc là các khối support hoặc là các khối khác. Thì trước hết đấy là các anh chị và các bạn cũng sẽ phải vẽ lại được cái mô hình quản lý doanh nghiệp và toàn bộ phòng ban chức năng như thế này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải ngồi lại với nhau để xây dựng toàn bộ cái hành trình trải nghiệm của một nhân viên, xem là cái hành trình trải nghiệm đấy là gồm những bước gì và chúng sẽ cần phải làm như thế nào. Thì đây là một cái ví dụ về một cái hành trình trải nghiệm của nhân viên. Thì các bạn có thể nhìn thấy là trong hành trình trải nghiệm của nhân viên sẽ bao gồm, ở đây là sẽ có 5 step và 5 bước. Nhân viên sẽ phải bao gồm từ việc đấy là ngay từ đầu mà được tuyển dụng vào recruitment, sau đó là đến onboarding như thế nào, làm việc trong một năm đầu tiên, làm việc trong những năm tiếp theo và nghỉ việc. Thì đây sẽ là cái sơ đồ của một cái journey, một cái vòng đời của một nhân viên. Thì tại những step như thế thì chúng ta sẽ xác định được những cái touch point, nghĩa là những cái điểm chạm tại từng bước. Tôi lấy ví dụ ở đây thì là cái điểm chạm ở cái bước recruit, ở đây nghĩa là cái bước mà khi một nhân viên đã đến một công ty và bắt đầu tuyển dụng thì sẽ có là ví dụ các bạn ấy cũng sẽ có những cái touch point ở đây, đấy là ví dụ như là nộp đơn xin việc này, hoặc là phỏng vấn này, và có những cái offer letter. Thì đấy là những cái điểm chạm. Thì trước là các bạn cũng phải vẽ ra toàn bộ tất cả những cái điểm chạm tại từng bước như thế đối với nhân viên. Hoặc là ví dụ như cái bước là exit, nghĩa là nhân viên nghỉ việc thì là sẽ có là thời gian handover time này, hoặc là cái ngày làm việc cuối cùng, hoặc là 3 tháng sau khi nghỉ việc. Đó. Thì tại những cái touch point này thì chúng ta có thể xác định tiếp theo đấy là những phòng ban và nhân sự liên quan tới từng điểm chạm hoặc là tới từng bước ở trên toàn bộ cái journey. Ví dụ như ở đây ở trong phần recruit mình thì rõ ràng là các bạn có thể nhìn thấy là các bạn có thể xác định là ở đây có HR này, hoặc là có bộ phận admin này, hoặc là cái first year là việc trong năm đầu tiên thì có những bộ phận mà là những bộ phận mà có liên quan đến nhân sự, bao gồm là admin này, hoặc là bộ nhân sự, hoặc là sếp quản lý trực tiếp, bộ phận các sếp quản lý trực tiếp. Chứ cũng có một vấn đề đấy là nhiều khi nói về trải nghiệm nhân viên thì có rất nhiều những cái doanh nghiệp nhầm lẫn đấy là cái việc làm trải nghiệm nhân viên là chỉ liên quan đến bộ phận HR thôi, và bộ phận HR sẽ là cái bộ phận mà trực tiếp phụ trách việc là tạo ra một cái hành trình trải nghiệm nhân viên, nhưng thực tế là không phải. Nhìn vào một cái sơ đồ mà hành trình trải nghiệm nhân viên và khi các bạn phân tích ra, các bạn có thể thấy đấy là không chỉ có HR mà thật ra là có rất nhiều những cái phòng ban khác cũng có những cái tác động và có những cái liên quan đến hành trình trải nghiệm của một nhân viên, và thậm chí có những cái tác động rất là lớn đấy. Và khi mà chúng ta xác định được những nhân sự và phòng ban có liên quan như thế này thì các công việc tiếp theo của chúng ta khi mà chúng ta xây dựng những cái chiến lược về cải thiện cái hành trình trải nghiệm nhân viên như thế này, chúng ta sẽ biết được là những phòng ban nào sẽ là cái người mà sẽ chịu trách nhiệm hoặc là thực thi tại từng cái thời điểm trong toàn bộ những cái strategy như thế. Bên cạnh đó thì việc xây dựng hành trình trải nghiệm nhân viên cũng sẽ giúp chúng ta đưa ra được những cái kênh hoặc là những phương thức triển khai để đo lường. Ví dụ như là tại những cái điểm khác nhau thì chúng ta có thể xác định đấy là sử dụng cái phương thức nào để thu thập được những cái dữ liệu đánh giá
về trải nghiệm của nhân viên tại cái hành trình đó. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng như là những cái online survey này, sử dụng thông qua QR code này, hoặc là email, hoặc là web app, hoặc là thậm chí là ở đây chúng ta cũng có thể xác định được những cái phương thức, ví dụ như là phải phỏng vấn 1-1 này, hoặc là những focus group để khai thác được nhiều những cái insight hơn ở trong toàn bộ cái hành trình trải nghiệm nhân viên. Các bạn nhớ nhé, đấy là khi nói về UX, thậm chí là đối với hành trình trải nghiệm khách hàng cũng như thế, hành trình trải nghiệm khách hàng hay trải nghiệm nhân viên thì chúng ta đều phải bám và dựa trên toàn bộ cái hành trình trải nghiệm, và chúng ta sẽ phải xây dựng và vẽ ra được một cái sơ đồ như thế này. Thì đây sẽ được gọi là cái xương sống trong việc là đưa ra được những cái kế hoạch, hoặc là đưa ra được những cái kênh, hoặc là xác định được những chỉ tiêu hoặc các phần liên quan, thì nó đều xoay xung quanh cái hành trình trải nghiệm nhân viên này. Thì các bạn hãy lưu ý trong việc là tập trung vào việc xây dựng cái hành trình trải nghiệm nhân viên thật chắc và thu thập được càng nhiều những cái dữ liệu chính xác ở đây, thì các công việc về sau có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Ok, sau khi xây dựng được xong cái hành trình trải nghiệm nhân viên và những cái touch point, thì chúng ta sẽ đi đến một bước tiếp theo, là bước liên quan đến phần là design và thiết kế những khảo sát. Thì việc thiết kế các khảo sát sẽ phải được thực hiện như thế nào? Thì trước hết là những cái khảo sát thì là sẽ phải được thực hiện dựa trên từng cái điểm chạm và những cái trải nghiệm khác nhau của nhân viên, và đánh giá được cái nhu cầu của nhân viên tại từng những cái điểm chạm đấy. Thì các bạn phải lưu ý đấy là chúng ta phải luôn bám vào cái nhu cầu của nhân viên nhé, để đưa ra được những cái quyết định xem là chúng ta sẽ khảo sát ở những cái điểm chạm nào và cái trải nghiệm nào thì hợp lý và sẽ mang lại những cái kết quả đánh giá ý nghĩa, để có thể giúp đưa ra được những cái action nó mang lại ý nghĩa và thực sự là giúp được cái việc là trải nghiệm nhân viên. Tiếp theo đấy là việc thiết kế khảo sát thì phải giúp cho nhân viên cảm thấy là thật rất dễ dàng khi trả lời và khi sử dụng các, ví dụ như các bạn có thể sử dụng những câu hỏi rất là đơn giản như là câu hỏi rating, và sẽ phải tập trung vào cái cảm xúc của nhân viên, thì trong đó thì có cả cảm xúc tiêu cực, cảm xúc tích cực. Trên toàn bộ hành trình này thì cũng cần phải xác định những cái điểm chạm quan trọng này, mang tính quyết định này, ảnh hưởng đến những cái tương tác của nhân viên, để khiến họ có những cái cảm xúc tốt hoặc là những cái cảm xúc không tốt. Thì từ đó chúng ta có thể làm những cái căn cứ để xây dựng những cái cải tiến ở những cái điểm chạm quan trọng này trong quá trình mà chúng ta đo lường và đánh giá kết quả. Và ngoài ra đấy là chúng ta cũng có thể cân nhắc là sử dụng thêm rất nhiều những câu hỏi mở để nhân viên có thể có cơ hội để giải thích thêm về cái lý do vì sao họ đưa ra câu trả lời như thế, hoặc là họ có thêm những cái ý kiến đóng góp khác. Tiếp theo là về những cái tiêu chí đánh giá chẳng hạn, thì tôi có gợi ý ở đây là về những cái yếu tố đánh giá trong cái trải nghiệm nhân viên. Thì trước hết là chúng ta sẽ phải cần phải đánh giá về cái mức độ gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp, thì sẽ bao gồm đấy là đầu tiên đấy là sẽ phải có những cái tiêu chí đánh giá liên quan đến những cái nhu cầu cơ bản. Thì nhu cầu cơ bản ở đây sẽ là ví dụ như là về những cái trang thiết bị này, nhân viên có được cung cấp đầy đủ những trang thiết bị để có thể làm việc hiệu quả hay không, hoặc là những cái kỳ vọng của nhân viên như thế nào ở về những nhu cầu cơ bản này. Ở mức độ tiếp theo sẽ phải là những tiêu chí đánh giá về hỗ trợ từ quản lý, thì bao gồm đấy là ví dụ như là nhân viên thì đã có được hỗ trợ từ các cấp quản lý hay không này, có được ghi nhận đối với những công việc này, có được hướng dẫn từ cấp quản lý, có được training không trong quá trình làm việc không này. Cái cấp tiếp theo sẽ là teamwork, ở đây sẽ là những đánh giá liên quan đến là những cái đồng nghiệp và những cái chất lượng, cái mối quan hệ chất lượng ở trong công ty, ví dụ như là có thể tìm được những người có thể chia sẻ về mặt cuộc sống này, hoặc là có thể tìm được những người là bạn thân hoặc là có thấy vui khi mà làm việc với những cái đồng nghiệp hay không, hoặc là có được nhận được cái sự giúp đỡ từ những đồng nghiệp hay không. Và mức độ cao nhất đấy là đánh giá về phát triển, nghĩa là ở đây là những cái quy trình của công ty như thế nào, hoặc là những cái room để nhân viên có cơ hội để học và phát triển bản thân ở công ty như thế nào. Thì đây là gợi ý một số những cái tiêu chí đánh giá mà chúng ta có thể cân nhắc ở trong việc thiết kế các bảng khảo sát.
Tuy nhiên đấy là sẽ dựa vào từng loại khảo sát thì chúng ta sẽ tích ra những cái tiêu chí đánh giá phù hợp tại từng cái touch point đó. Và chúng ta cũng sẽ trong cái những cái tiêu chí đánh giá thì sẽ cần phải có những cái tiêu chí liên quan đến trải nghiệm của nhân viên, ví dụ như là trải nghiệm như là câu hỏi mở để nhân viên có thể chủ động bày tỏ ý kiến, ví dụ như là tôi thích gì hoặc là tôi muốn gì, tôi đề xuất gì, thì đấy là những tiêu chí đánh giá mà các bạn cần phải để ý trong quá trình thiết kế khảo sát. Tiếp theo là đến việc triển khai khảo sát. Thì sau khi mà các bạn đã xây dựng được những cái nội dung khảo sát tại từng những cái điểm trạm thì sẽ cần phải lập kế hoạch triển khai đối với bằng cách đấy là chúng ta sẽ đặt câu hỏi 5W1H. Những cái thời điểm ở trong này ví dụ như là ai là cái người phụ trách những cái khảo sát tại cái điểm trạm đấy, ví dụ như ở đây là admin hoặc là HR này. How ở đây nghĩa là chúng ta sẽ khảo sát bằng phương thức nào, ví dụ như là sẽ cần phải có những cái đường link email, đường link survey này, và nhân sự HR là cái người mà trực tiếp khảo sát, gửi email khảo sát cho nhân sự, nhân sự, ví dụ như là tại các điểm, ví dụ như là tại các bước, ví dụ như là tại điểm trạm, những điểm trạm tại các bước về recruitment chẳng hạn đó. Còn when ở đây nghĩa là khi nào thì thực hiện khảo sát đấy thì sẽ thu được kết quả một cách tốt nhất. Thì cái thời điểm mà chúng ta chọn là sẽ triển khai khảo sát như thế nào, sẽ là đây chính là những cái thời điểm mà rất là quan trọng để thúc đẩy cái việc đấy là nhân viên sẽ tương tác và đưa ra được những cái đánh giá và những cảm xúc chân thật nhất khi trả lời những khảo sát survey của bạn. Và thật ra đấy là một cái khảo sát hoặc là một cái đo lường đối với nhân viên ấy, thì không phải là thời điểm nào nhân viên cũng sẵn sàng có thể trả lời các bạn những câu hỏi như thế, nên là cái việc phải xác định cái thời điểm nào là cái thời điểm vàng thì có thể khơi gợi được nhiều những cái cảm xúc và những cái đánh giá chính xác nhất thì rất quan trọng đó. Và như thế thì nó sẽ giúp cho cái việc mà đo lường khảo sát nó sẽ phù hợp và mang lại kết quả tốt hơn. Như tôi có chia sẻ trong một trong những cái thách thức của các doanh nghiệp hiện tại đấy là chúng ta thiếu những cái công cụ khảo sát liên tục, thì việc thu thập dữ liệu để tiến hành khảo sát thủ công thì nó sẽ khiến cho doanh nghiệp bị thiếu những cái thông tin mang tính chính xác này, hoặc là cái việc mà theo dõi cái trải nghiệm nhân viên nó rất là khó, hoặc là cái độ chính xác của dữ liệu nó không cao, hoặc là nhiều khi cái dữ liệu của các bạn có thể bị phân tán ở khắp nơi. Thế nên là những cái báo cáo thì nhiều khi sẽ chỉ được là gửi theo campaign này, tức là sau một cái campaign đánh giá hoặc là theo tuần theo tháng thì nó sẽ không còn mang cái tính mới và cái tính thời sự nữa, thì sẽ rất là khó khăn cho các bạn trong việc đấy là chúng ta đưa ra được những cái action hoặc là đưa ra được những cái đánh giá hoặc là follow giám sát để được những cái việc thực hiện, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là cái việc là chúng ta sử dụng một cái hệ thống báo cáo tự động để giúp thu thập những dữ liệu về hài lòng nhân viên này. Nó sẽ tập trung trên một nền tảng và nó sẽ tăng cái độ chính xác này, cũng như cái độ tính minh bạch, cũng như cái độ cập nhật của dữ liệu như trên hệ thống. Thì ngoài ra thì là các báo cáo cũng sẽ phải tổng hợp được theo những cái chỉ số đánh giá KPI chính và phân chia các điểm trạm hoặc là các quy trình của doanh nghiệp, và sẽ có thể là so sánh về cái trải nghiệm nhân viên theo thời gian một cách rất là dễ dàng. Ngoài ra thì cái hệ thống đo lường trải nghiệm nhân viên thì cần phải tích hợp thêm cái tính năng đấy là tính năng phân nhiệm xử lý ticket. Theo đó thì tất cả những vấn đề mà được khi mà chúng ta đã nhận được những phản hồi hoặc là những cái phản hồi xấu từ nhân viên thì nó sẽ tự động tạo thành những cái ticket mà nó có thể phân nhiệm ngay cho những cái phòng ban liên quan để có thể là cùng ngồi lại để discuss và cùng xử lý. Thì hệ thống này nó phải đáp ứng được cái việc đấy là sẽ phải có thể đáp ứng được cái việc là phải dễ dàng cho cái việc là trao đổi nội bộ này, hoặc là ghi nhận kết quả này, hoặc là giải trình cho từng những cái ticket để cùng nhau tìm ra những cái nguyên nhân gốc rễ như thế nào và action tiếp theo là gì, và sau đó thì là chúng ta có thể theo dõi những kết quả và những cái cam kết thực hiện này, cũng như là rất là dễ dàng để cải tiến cải thiện cái trải nghiệm của nhân viên.
Trên đây sẽ là một số những cái thông tin cơ bản mà tôi muốn đưa ra cho buổi webinar ngày hôm nay. Cũng rất hy vọng với là có thể mang lại cho các bạn một số những kiến thức mà rất là cơ bản và rất là trực quan về việc đấy là chúng ta sẽ cần phải triển khai một cái hệ thống mà đo lường về trải nghiệm nhân viên như thế nào. Tất nhiên đấy là khi mà nói về trải nghiệm nhân viên thì trong vòng 30 phút là không đủ. Nên là tôi cũng biết đấy là có thể có rất nhiều bạn cũng sẽ có những câu hỏi. Thì không biết là chúng ta có những câu hỏi nào không thì chúng ta có thể là cùng nhau thảo luận luôn trong ngày hôm nay. À, vâng, cảm ơn các thông tin chia sẻ rất chi tiết từ chị Minh về chủ đề giải pháp đo lường trải nghiệm nhân viên hiệu quả. Và sau đây sẽ là phần Q&A của chúng ta. Tôi có nhận được một số câu hỏi từ mọi người đang tham gia webinar ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên sẽ là ngoài việc sử dụng hệ thống công nghệ để đo lường, doanh nghiệp còn có phương thức nào khác để có thể khai thác thêm thông tin về sự gắn kết của nhân viên hay không ạ? Nếu chị Minh có thể hỗ trợ giải đáp câu hỏi này ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. Thật ra là tôi đang hiểu câu hỏi này thì có nghĩa là bạn bạn đang muốn hỏi về là ngoài việc là có thể là có được những cái thông tin về về trải nghiệm nhân viên bằng cách đấy là chúng ta sẽ khảo sát thông qua một cái hệ thống online hoặc là tích hợp vào cái hệ thống sẵn có của doanh nghiệp đúng không ạ? Thì chúng ta có phương thức nào để có thêm thông tin về 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 để đánh giá khai thêm thác thông insight khác nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, dạ, thì thực tế ra đấy là như tôi cũng có nói ở trong 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 một cái slide về đây. Ở đây thì là chúng ta có một cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ sau khi mà chúng ta sẽ biết đấy là những cái điểm chạm trên toàn bộ cái hành trình trải nghiệm nhân viên là những cái điểm chạm nào thì chúng ta sẽ xác định được xem là tại những cái điểm chạm đấy thì chúng ta sẽ phải khảo sát nhân viên những gì hoặc là phương thức triển khai như thế nào. Đó. Thì thực tế ra đấy là tại cái phương thức triển khai ở đây thì nó sẽ là do doanh nghiệp tự lựa chọn. Nó sẽ có rất nhiều những cái phương thức, tức là ngoài cái việc là các bạn có thể là sử dụng những cái khảo sát do doanh nghiệp xây dựng lên, là những cái khảo sát có những cái câu hỏi rất là mở hoặc là câu hỏi mà mang tính chất là rating hoặc là comment để cho nhân viên có thể trả lời vào, thì chúng ta có thể lấy được rất nhiều những cái insight khác về cái trải nghiệm nhân viên. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng là cái interview face to face interview ở đây, nghĩa là sẽ là những cái trao đổi một một. Thì cái trao đổi một một ở đây là một cái phương thức mà ví dụ trong cái tôi lấy ví dụ ở đây là trong một một cái set là cái exit chẳng hạn, nghĩa là khi mà nhân viên nghỉ việc thì chúng ta sẽ có thể khai thác được rất nhiều những cái thông tin ở đấy, xem là và chúng ta sẽ có thể là khảo sát một một, và ở một một ở đây là ví dụ như là giữa cấp quản lý trực tiếp đối với nhân viên đấy thì xem là nguyên nhân vì sao nhân viên nghỉ, có những vấn đề gì cần đóng góp đối với công ty hay không. Đấy, thì đấy là một cái phương thức mà người ta gọi là phương thức đấy là non survey method. Thì tại cái phương thức này thì nhiều khi là nó sẽ là chúng ta sẽ sử dụng những câu hỏi rất là mở để cho nhân viên có thể có nhiều những cái có thể là đóng góp nhiều, chia sẻ nhiều những cái thông tin hơn, thì và nó cũng sẽ giúp là đưa ra được những cái insight mà nó rất là sâu và chất lượng nhiều hơn, thay vì việc đấy là chúng ta sẽ sử dụng những cái gọi là khảo sát mang tính gọi là mass survey nhiều hơn, nghĩa là nó sẽ không phải là khảo sát chung hoặc là khảo sát online. Ở đấy chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức đấy là face to face interview, hoặc là có một cái phương thức khác như là cái phương thức mà liên quan đến là focus group chẳng hạn, nghĩa là trong quá trình mà các bạn đã xây dựng được một cái customer journey là chúng ta tiến hành đo lường tại từng những cái step hoặc là tại từng những cái touch point mà chúng ta thấy rằng là tại những cái touch point hoặc là tại những cái step đó thì cái đánh giá rating của nhân viên tại những cái step đó nó đang rất là tệ, và chúng ta đang cần đấy là cần phải có nhiều thêm nhiều những cái thông tin khác hơn để tiến hành cải tiến chẳng hạn, thì chúng ta có thể tổ chức những cái focus group. Ví dụ như là đấy sẽ là những cái phỏng vấn là giữa sếp trực tiếp đối với một nhóm các bạn, ví dụ như là khoảng 3 đến 4 người,
Và tất nhiên là có một vấn đề là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng face to face và focus group ấy, thì cái người đứng ra phỏng vấn ấy, thì các bạn sẽ thu được rất nhiều những cái insight mà nó rất là sâu, nhưng nó lại có một cái vấn đề đấy là nhiều khi nó sẽ được quyết định hoặc là nó sẽ hơi bị bias, tức là ảnh hưởng bởi cái người mà đứng ra là người thực hiện cái interview đó. Ví dụ như là nếu tôi là sếp trực tiếp và tôi tiến hành interview một một chẳng hạn, thì nhiều khi là cái kết quả hoặc là những cái thông tin insight tôi thu được thì là sẽ bị phụ thuộc, nhiều khi nó mang tính hơi thiên vị hoặc là đi theo ý hiểu của cái người sếp trực tiếp chẳng hạn. Thì tất nhiên đấy là trong từng những cái điểm chạm thì chúng ta có thể cân nhắc xem là sử dụng cái phương thức như thế nào, nhưng mà một cái gợi ý đấy là có thể cân nhắc sử dụng là face to face hoặc là focus group để khảo sát sâu hơn tại một số điểm. Đấy, thì cái đấy nó sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của những doanh nghiệp tại cái thời điểm đấy, xem là có cần những cái insight các bạn có cần phải đào sâu không. Nếu đào sâu thì chúng ta sẽ cần phải tổ chức được những cái gọi là non-survey method như thế. Đấy, chỉ còn không nhất đấy là chúng ta chỉ có thể là sử dụng những cái survey online, cái mass survey dành cho tất cả nhân viên. Những cái như là cái survey mà sử dụng giống như là ở trên có một cái hệ thống mà có thể là khảo sát được toàn bộ nhân viên, thì ví dụ như là đối với Spectre mà chúng tôi thực hiện chẳng hạn là thì chúng tôi sẽ dùng nhiều hơn ở trong ví dụ như cái annual survey, nghĩa là nó sẽ là những cái survey cho nhân viên một năm một lần, và chúng tôi sẽ đánh giá rất nhiều những cái tiêu chí hoặc là những cái bảng hỏi rất là dài và đi sâu. Hoặc là chúng tôi sẽ khảo sát đánh giá nhân viên bằng cái QR code, ví dụ như chúng tôi lúc nào cũng có public một cái QR code tại văn phòng, và nó sẽ là một cái survey mà gọi là bất kỳ khi nào mà nhân viên có nhu cầu cần phải được góp ý đối với công ty nhưng không rất là ngại góp ý trực tiếp, thì các bạn cũng có thể rất là dễ dàng quét cái QR code và có thể trực tiếp là gửi phản ánh những phản ánh đến với các quản lý cấp cao về một cái vấn đề nào đấy của công ty. Thì đối với những cái survey như thế thì dựa trên từng những cái điểm chạm như thế thì chúng tôi sẽ thiết kế ra những cái survey mà nó khiến cho cái việc khảo sát diễn ra một cách dễ dàng, hoặc là cái việc mà thu thập những cái insight nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn câu trả lời rất chi tiết của chị Minh. Hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đang nhận được rất nhiều các câu hỏi khác. Tuy nhiên do thời gian của webinar không cho phép nên tôi sẽ lựa chọn một câu hỏi mà đang có nhiều bạn quan tâm. Đó là câu hỏi những sai lầm mà các doanh nghiệp hoặc tổ chức gặp phải khi thực hiện đo lường trải nghiệm nhân viên là gì? Vâng, đây thực sự là một câu hỏi rất là hay đấy ạ. Thực ra là trong quá trình mà chúng tôi có tư vấn cho các doanh nghiệp về việc đó là sẽ phải hạn chế những cái điểm nào trong quá trình để là chúng ta đo lường trải nghiệm nhân viên, hoặc là ngay chính từ những cái kinh nghiệm mà Spectus áp dụng vào thực tế khi mà chúng tôi xây dựng hành trình trải nghiệm nhân viên tại chính công ty của mình, thì chúng tôi có thể đưa ra một số những cái yếu tố hoặc là mà nó có thể là giúp cho các bạn, ví dụ mình hạn chế, ví dụ như việc đấy là có rất nhiều doanh nghiệp trong quá trình là chúng ta thiết kế những cái survey thì chúng ta lại bị sa đà vào việc đấy là chúng ta khảo sát nhân viên quá nhiều. Thì khảo sát quá nhiều ở đây có nghĩa đấy là ví dụ các bộ phận về quản lý hoặc là các bộ phận về mặt HR chẳng hạn, thì lúc nào chúng ta cũng luôn muốn đấy là chúng ta có những insight từ nhân viên về các vấn đề để chúng ta có thể giải quyết những cái lỗi hoặc là chúng ta cải tiến những cái lỗi như thế. Nhưng mà nhiều khi vô tình là chúng ta đã gửi rất nhiều những cái khảo sát, những cái survey khiến cho nhân viên cảm thấy rằng là một điểm tốt ở đây là nhân viên, tức là nó sẽ thúc đẩy cái việc đấy là nhân viên cảm thấy được lắng nghe. Tuy nhiên là có một cái điểm mà nó cũng chưa tốt lắm, đấy là nhiều khi có nhiều nhân viên họ cảm thấy là họ đang bị phiền quá. Thế nên là trong quá trình tư vấn thì là chúng tôi sẽ đưa ra những cái đề xuất đấy là tại những cái điểm chạm nào thì chúng ta cần thiết phải có những cái survey ở đó, và cái độ dài của survey sẽ là bao nhiêu, chúng ta chỉ cần hỏi những gì tại những điểm chạm đó thôi. Đấy, thì cái đấy thì các bạn cũng nên tránh. Thứ nhất đấy là cái việc là chúng ta khảo sát quá nhiều nhưng nhiều khi cái dữ liệu mà nó mang lại chẳng hạn thì nó vẫn chưa thực sự là cần thiết và nó cũng ảnh hưởng đến cho doanh nghiệp. Cái điểm thứ hai đấy là
Có rất nhiều doanh nghiệp, nó cũng hơi giống cái câu hỏi phía trước của các bạn đấy ạ. Tức là có một số doanh nghiệp đấy là các bạn tiến hành đo lường khảo sát survey, nhưng mà các bạn ấy chỉ dùng một phương pháp, một phương thức thôi. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta đã thiết kế rất là dễ dàng để có thể có một cái hệ thống hoặc là chúng ta thiết kế những cái survey online thì chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi. Còn chúng ta sẽ không tiến hành tiến hành là những cái face to face interview này, hoặc là chúng ta không tiến hành những cái phương thức khác để khai thác thêm những cái insight từ nhân sự, từ từ nhân sự tại những cái điểm chạm cần thiết, thì vô tình là những cái dữ liệu mà các bạn có được thì nó chưa đủ sâu, hoặc là nó chưa đủ chính xác, hoặc hoặc là có một vấn đề nữa, đó là trong quá trình mà các bạn khảo sát, trong quá trình các bạn đo lường thì có một cái là nhiều khi các doanh nghiệp đấy là không thể hiện được cái sự chủ động trong cái việc đấy là đo lường cái trải nghiệm của nhân viên. Các bạn biết vì sao mà chúng ta lại cần phải có gọi là một cái chiến lược đo lường, và chúng ta lại cần phải có một cái quy định về mặt xem là thời gian các bạn nên khảo sát nhân viên là bao lâu một lần đấy. Thì đấy là và các bạn phải ví dụ như là sẽ phải phân nhiệm cho từng cái phòng ban chức năng xem là chúng ta sẽ phải tiến hành những khảo sát đấy bao lâu một lần, chứ không phải là khi mà gặp vấn đề tại một cái điểm này thì chúng ta mới khảo sát đâu. Nghĩa là cái việc mà chúng ta khảo sát sẽ là cái việc mà chúng ta phải làm thường xuyên và liên tục. Thường xuyên và liên tục ở đây nó không phải là ngày hôm nào bạn cũng gửi survey, mà gọi là thường xuyên liên tục ở đây nghĩa là chúng ta sẽ phải define ra, ví dụ như là đối với những cái survey mà liên quan đến annual survey chẳng hạn, thì nó sẽ là một năm một lần, và các bạn chắc chắn sẽ phải làm theo một năm một lần. Hoặc là có những cái survey mà liên quan, ví dụ như là bên công ty chúng tôi có những cái survey mà liên quan đến đánh giá sau mỗi sự kiện, nghĩa là đối với những cái sự kiện mà liên quan đến là PR nội bộ chẳng hạn, hoặc là những cái team building, thì sau mỗi cái sự kiện chúng tôi sẽ đều có những khảo sát và gửi cho tất cả các nhân sự tại công ty để nhân sự sẽ đánh giá xem là ví dụ như là những cái sự kiện như thế thì có mang lại những cái lợi ích gì cho nhân viên hay không, hoặc là nhân viên có đóng góp thêm, ví dụ như là có gợi ý thêm là làm như thế nào để có thể tổ chức thành cái sự kiện giúp cho các bạn cảm thấy vui hơn không đấy. Thì và cái đấy nó sẽ phải là theo một thành một cái thói quen, nghĩa là không phải là cứ sự kiện có vấn đề thì các bạn mới hỏi, mà ở đây là nó sẽ phải trở thành một cái kế hoạch, một cái quy trình, nghĩa là liên tục các phòng ban đấy phải làm liên tục, chứ nó sẽ không được đứt đoạn ở đấy. Bởi vì các bạn cũng phải hiểu đấy là có nhiều khi nhân sự hoặc là nhân viên tại công ty sẽ không sẵn sàng trả lời những câu hỏi của bạn cho đến khi họ được hỏi. Thế nên là khi mà chúng ta xây dựng được một cái thiết kế một cái chiến lược, hoặc là thiết kế một cái chiến lược để đo lường trải nghiệm khách hàng như thế nào, thì phải thực sự là và involve được các phòng ban liên quan, thì chúng ta phải thực sự tập trung vào việc đấy là làm nó một cách gọi là thường xuyên, hoặc là làm cái việc là khảo sát nhân viên này một cách gọi là theo định kỳ, và phải nhớ làm, và phải chứ không phải là chúng ta chỉ vẽ ra như thế và sau đó thì chúng ta làm được một khoảng thời gian là chúng ta thôi. Như thế thì những dữ liệu mà các bạn thu về nó cũng sẽ không mang tính liên tục, và nó sẽ không thể là so sánh mà để đánh giá được những trải nghiệm nhân viên theo từng thời gian, và không chúng ta không có cái sự so sánh thì chúng ta cũng không biết là liệu nó có tốt hay là không tốt so với ngày xưa. Đó. Thì đấy là một số những cái lưu ý trong quá trình mà các bạn triển khai đánh giá hoặc là khảo sát đối với để đo lường cái trải nghiệm nhân viên tại công ty. Cảm ơn thông tin chia sẻ của chị. Hiện tại chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi khác, nhưng do thời lượng webinar có hạn nên chúng tôi xin phép sẽ tổng hợp và gửi lại các bạn thông tin sau đó. Nếu các bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ email sba.bd.marketing@spectus.com. Chúng tôi hy vọng những nội dung vừa chia sẻ đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích trong ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, rất mong mọi người có thể dành 1 đến 2 phút để lại bình luận về webinar bằng cách tham gia một khảo sát nho nhỏ sau khi đóng cửa sổ để chúng tôi thể cải thiện những webinar sau đó. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia webinar của chúng tôi ngày hôm nay, và chúng tôi rất mong chờ có thể nhận được những câu hỏi liên quan đến giải pháp đo lường trải nghiệm nhân viên và những giải pháp khác của Spectus. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một ngày gần nhất.
Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người.